Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại đến với một cái series khá là quen thuộc về thành phố rồng nhé. Chỗ này thì anh em ơi, các bạn phải mở cái gói VIP ở đây thì mới nhận được cái phần thưởng như lúc nãy Hante vừa nhận nha. Rồi, ở đây thì anh em mình lụm tới cái thành viên Harry Legend đặc biệt nha mọi người. Wow, rồng lượng tử nha các bạn. Rồi, và Hante có nhận mở các gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở những gói VIP trong game thì các bạn có việc liên hệ với mình luôn ha. Hante mở thì cái giá trong game và kèm thêm một ít phí nữa nha mọi người. Mình thì không có mở nhận mở giá rẻ cho nên các bạn yên tâm nha. Không có lo là nhà phát hành ban nick là sẽ khóa nick các bạn nè. Wow, và ở đây thì anh em mình có thêm đây, cày thêm phần thưởng này hen. Rồi, anh em mình hiện tại đã được bao nhiêu rồi? Chúng ta vào cái chỗ event để chúng ta xem thử nha mọi người. Ở đây thì đây, ở đây anh em mình sẽ có thêm được cái đặc biệt đó chính là 110 mảnh thì chúng ta sẽ được 500. Wow, 500 mảnh của con Heroic Titan hang và kèm thêm cái skin nha mọi người. Đó, hơi bị kết luôn. Rồi và ngày hôm nay thì anh em mình sẽ đi up cái bé yêu đó nha mọi người. Chỗ này thì mình sẽ bán bớt một em và sau đó thì chúng ta sẽ đi đây, bé rồng lượng tử để mình coi coi. Đây rồi các bạn à. Rồi bây giờ thì anh em mình tốn ít viên game ha, 12 viên. Hôm nay gọi là làm tốc độ về bé yêu này luôn nha. Vô kèo nè. Rồi chỗ này thì anh em mình sẽ nâng level lên cho bạn này nha mọi người. Anh em mình đẩy cho nó lên được tầm khoảng bao nhiêu đây? Quất cho nó maximum là level 40 ha. Ui, vuốt ve nhẹ xem hiệu ứng cái coi nè. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy để lại cho Hante một lượt đăng ký nha. Và đừng quên like nhẹ video ủng hộ cho Hante Channel nha mọi người. Hiện tại thì kênh của Hante đã được 252.000 người đăng ký rồi. Và anh em mình đang cố gắng lên là 300.000 nha. Cái mốc 300.000 trước nha mọi người. Đó, bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh ủng hộ nhẹ cho Hante với. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đổi tên nhẹ cho bé yêu này, Hante Channel. Đó, nhân vật này của chúng ta sẽ có là 4 chiêu. Có một cái chiêu đặc biệt nha, Never Miss, không bao giờ bị miss nha các bạn. Chuyên gia trị mấy cái thành viên thuộc dòng đó chính là Khamat ha. Đó, Khamat thì có khả năng miễn nhiễm sát thương đúng không? Là quánh trượt các bạn. Anh em mình quánh trượt là nó sẽ miễn nhiễm liền. Còn cái con này của anh em mình là quánh không trượt phát nào ha. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là đạo rồi, cho các bé lượng tử vô đây quất cái được không? Đâu rồi, ui hai con mùa trước là mình có luôn, con này là mùa mới nhất nè. Let's go. Rồi ở đây thì anh em mình sẽ đến với là cái thành viên đặc biệt nè các bạn. Không trượt phát nào. Lụm nhẹ thêm cái nữa. Cái chiêu này thì anh em mình không có cần hồi luôn nha. Nó quất liên hoàn luôn các bạn ơi. Không tốn thời gian hồi chiêu. Rồi tốn 6 viên game để anh em mình lên lắp chính nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi thu hoạch thức ăn. Đây thì 30 giây là anh em mình thu hoạch lại được một lần nha. Đó. Và Hante thì cũng có bán những cái mảnh rồng cho mọi người để các bạn nâng sao hoặc là summon cho rồng nha. Anh em nào đang cần những cái mảnh rồng thì các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook luôn nha. Và mình thì cũng có bán thêm những cái nick Dragon City cho các bạn luôn nha. Mình để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình là trang hantechannel.com nha mọi người. Các bạn thích cái nick nào thì các bạn việc inbox trực tiếp với mình luôn ha. Rồi chỗ này thì anh em mình đi sương sương. Wow, vẫn còn thu được. Anh em mình thu vàng mà nó vẫn còn hiện mấy cái nút này lên đó. Thì mấy cái nút đỏ đỏ thì anh em mình có việc thu thoải mái luôn nha. Rồi và dường như là nó hết rồi các bạn ơi. Wow, full vàng. Còn lại là thu hoạch thức ăn thôi. Ở đây thì 30 giây thu hoạch một lần. Anh em mình đó, trong khoảng thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ nhảy đến cái khu vực Arena. Mình đang nằm ở Master 1 nha mọi người. Wow, tên bạn có con đặc biệt. Chỗ này thì anh em mình có thành viên level là 70. Ở 50 chứ. Vô kèo. Và chúng ta có thành viên Harris Void nha. Con này thì mình cũng khá là kết nó luôn. Wow, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là tuyệt chiêu đặc biệt đi ha. Đầu tiên là thêm một lượt đánh trước một cái. Sau đó thì ép với cái lượng sát thương khổng lồ nè. Ôi thiếu đam các bạn ơi. Này vả thêm một cái nữa. Đi du lịch xa bờ liền.
Ôi, tên bạn nó hồi sinh trở lại thêm một. Ôi cha, nó kích nút out cơ. Căng nhờ. Trời ơi, nó gỡ bét mình luôn. Ôi, khoai thiệt sự các bạn à. Trời ơi, không thể tin được. Rồi, bây giờ thì anh em mình đến với thành viên con này thuộc dòng Legend nha. Tên bạn thì nó giống y chang mình. Được cái là anh em mình 70, còn tên bạn thì nó mới 59 thôi. Chúng ta dù sao cũng trên cơ hen. Đó, tới công chuyện luôn. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là... Ây cha, hy sinh con này hơi khoai nha. Ôi, nay mình tốn 16 viên game hả mọi người? 3 tiếng đúng không? Ôi ôi, không lâu con này trở lại là anh em mình quýt không lại đội hình của tên bạn. Vì các bạn thấy đội hình tên bạn vàng level là 70 đúng không? Anh em mình bị gãy cái con VIP nhất thì thôi rồi rồi. Wow, mới vô chưa gì hết mà bị tên bạn kéo cả khúc máu luôn. Chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là dòng Legend trước ha. Rồi, bây giờ thì mình lụm nhẹ tên bạn cái luôn nè. Thành viên tiếp theo sẽ là... Ui, Titan. Rồi, anh em mình phải đi phá nhẹ cái giáp của cái thành viên Titan này cái đã. Sau khi mà phá xong cái giáp thì anh em mình sẽ đến với... Ôi, sát thương nhân 2 với tuyệt chiêu Swear Hand. Ôi, căng vậy. Trời ơi, không ổn lắm nha mọi người. Tình hình này thấy khoai rồi đấy, chưa gì hết. Và cái thành viên đặc biệt của mình bị bế rồi kìa. Rồi, bây giờ anh em mình đến với một cái con level 70 nữa. Ui, lượng máu nó tới 400 mấy luôn. Căng vậy. Ôi, khoai thiệt sự các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì anh em mình ráng gồng thôi. Ây cha cha, ngụm củ tỏi luôn. Rồi, trận này win được ha, nhưng mà anh em mình phải hy sinh hết hai cái con rồng xịn sò hơn con bò của anh em mình. Rồi, chỗ này anh em mình sẽ thay đổi tiếp đây. Chắc có lẽ là mình sẽ mang mấy cái con thuộc dòng Titan đi. Anh em mình sẽ... nhờ được cái giáp của Titan á, chúng ta sẽ chịu được một đòn ha. Đúng là càng lên cao gặp những cái đối thủ nặng ký á, anh em mình càng khó nha mọi người. Khu này... Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với thành viên xài chiêu đặc biệt nha các bạn. Anh em mình ưu tiên xài chiêu đặc biệt đi. Vì cái chiêu này anh em mình sẽ tốn một... tốn khoảng 3 lượt để hồi. Wow, kích hoạt được knockout đối thủ nè. Rồi, chỗ này thì sát thương nhân 2, anh em mình ráng làm sao mà gọi là để không để hy sinh thành viên VIP này nha. Con này mà bị ngụm củ tỏi là anh em mình coi như là xác định luôn á. Wow, sát thương x2. Quá là tuyệt vời luôn, qua cửa nè. Rồi, chỗ này thì 70 vẫn là 70. Nhưng mà cái vàng này anh em mình chắc cưa không nổi đâu, tí mấy con này máu nó trâu lắm luôn á các bạn. Ôi ôi, căng. Tốn một viên game để kiếm cái tem nó vừa vừa mà nó vẫn không cho mình được cái tem nó vừa vừa luôn ấy. Cho anh em mình gặp cái tem nặng ký không à. Ôi ôi, dòng Titan rồi, là Titan này là Titan Macaron nữa chứ. Đành phải ao nhay với tem bạn thôi chứ sao bây giờ. Đầu tiên là phá giáp ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với khả năng đặc biệt đi. Ôi anh em mình được cái sát thương nhân 2 nữa nè. Một hit. Lắm. Wow, kích hoạt được cái knockout. Coi như là anh em mình hạ được một con ha. Rồi. Tầm này thì giáp bị gãy hết trơn rồi. Ôi con này nó tới 573.000 máu nha mọi người. Con này máu nó gọi là quá là trâu luôn ấy. Rồi tới công chuyện nè. Ôi ơi, cái chiêu của mình còn bị giảm đam nữa. Đã gọi là trong hoàn cảnh khó khăn rồi mà chiêu nó còn bị giảm sát thương nữa mới đâu. 128. Ở đây thì anh em mình gõ cầu. Ôi ôi, cái này cầu 3 cái 4 cái luôn ấy. Ôi ôi, khoai thiệt sự luôn các bạn à. Cái kèo này gọi là nó không dễ dàng tí nào luôn á. Ôi anh em mình được kích cái knock out. Rồi giờ có thêm một lượt đánh nhưng mà vẫn không chịu nổi các bạn ơi. Con này nó máu nó quá là trâu đi.
Rồi, kèo này là anh em mình cố gắng hết sức luôn, vẫn không qua được. Anh em mình còn phải có được cái khả năng tăng thêm 20% lượng sát thương ấy. Nhưng mà cái khả năng này anh em mình phải chờ tầm 12 tiếng nữa nó mới hồi chiêu lại được. Wow, nãy giờ anh em mình lô mê chiến đấu mà quên cái nhiệm vụ chạy ra ngoài đây thu hoạch luôn. Ở đây là còn 5/8 đúng không? Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với cái khu vực quest nha. Khu vực này thì chúng ta sẽ mang được, đây, mang cái bé yêu này vô gõ cái coi. Lần này mình sẽ mang cái thành viên Watum đúng không? Con rồng lượng tử. Và đây là cái thành viên mới của anh em mình. Vô kèo cái coi. Chỗ này để coi coi một mình nó cần ba nổi không nha. Cái này là chiêu quánh không trượt phát nào. Còn ở đây là cái chiêu rồi chiêu mặt trăng. Và với cái chiêu mà gọi là quánh không trượt phát nào thì cái lượng sát thương của anh em mình nó sẽ được tăng thêm nữa nha các bạn. Đó, 16.000 đúng không? Để mình xài cái chiêu bình thường của chúng ta coi nó khoảng bao nhiêu ha. Chiêu bình thường khi mà chưa tăng thì có 10.000 thôi. Và cái chiêu này thì anh em mình kéo lên được tầm khoảng 14-16.000. Nó kéo, ui trời, tính ra cũng gần 50% nha các bạn. Wow, ở đây thì cần rồng heroic mới vào đánh được à. Rồi, mấy cái bé này thì nó hơi khoai rồi anh em ơi. Tiếp theo thì anh em mình sẽ ra ngoài và chúng ta lại đi thu hoạch cái nữa coi. Lần này thì, ôi chà, vẫn không ra được. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái khu vực list đi. Khu này và anh em mình mang thêm cái bé rồng lượng tử của chúng ta. Thành viên mới cái nè. Đó, mang thêm bé lượng tử nữa coi. Bé này thì cho một sao đi ha. Ok, con búp bê. Wow, 119. Anh em mình mới 119 thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta đang đấu phó với những thành viên level cũng khá là cao nha mọi người. Những cái thành viên level tầm khoảng 124. Rồi, lần này anh em mình sẽ đến với bé rồng lượng tử nha. Thể hiện kỹ năng quánh gọi là không trượt phát nào à. Ui, 4 sao. Wow, và cái thành viên này của mình thì nó còn kèm thêm khả năng knock out đối thủ nữa. Đây, tới công chuyện luôn. Rồi, victory ha. Chỗ này thì lên được một tầng cao mới nè. Đây rồi, chúng ta lại đến với thành viên, một cái thành viên đặc biệt. Wow. Rồi, bé yêu của anh em mình đâu rồi hen? Ui, và đây là nhân vật Titan nha mọi người. Với cái giáp của Titan nó thì khá là chắc rồi. À, nhưng mà ở đây anh em mình lại thêm được một lượt đánh đến từ bé Heroic Void nè. Bé này thì khỏi chê rồi. Skin mang vô cái là có thêm lượt đánh xài liền. Lắm. Rồi, Happy, em này thì 5 ngôi sao vàng lấp lánh nha. Chỗ này chúng ta sẽ vượt qua bé này đi. Rồi, victory luôn. Còn một cửa nữa. Ơi, quên cái vụ gọi là nhảy ra thu hoạch nha. Nãy giờ lô mê chiến đấu quá, quên cái vụ nhiệm vụ cao cả luôn ấy. Cái này anh em mình đang còn 5/8 đúng không? Chúng ta còn thiếu tầm khoảng 3 cái nữa thôi. Rồi rồi, tới công chuyện ha. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là thành viên Cute đi. Trời ơi, khoai nhờ. Tiếp theo luôn. Bé yêu gọi là bay bay. Mấy con này nó đều có một cái khả năng khá là đặc biệt và thú vị, đó là nó bay các bạn à. Rồi, sát thương X2. Ôi, con này Heroic mới nè. Bé Heroic mới của mình hiện tại đang nâng sao các bạn ơi. Nó lên chắc là, có lẽ là lên được 2 sao rồi đấy. Wow. Victory ha. Vẫn không ra được chiếc búp nào nữa luôn. Cái này chắc có lẽ là anh em mình dùng game qua cho nó lẹ đi, chứ ngồi chờ cái này lâu quá các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái thành viên Wet gì Watum đó rồi.
Đây. Nhí nhẹ cái coi. Sát thương đặc biệt và hiệu ứng. Rồi lụm nhẹ luôn cái nữa nè. Victory hand. Ôi chà. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho chúng tôi một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.